triệu tập 4 đối tượng, nghi chặn đầu xe tải để cướp. Cho rằng, nhóm thanh niên, chặn xe của mình để cướp, một trong 3 người ngồi trong xe ô tô. Đã gọi điện thoại cầu cứu cảnh sát 113. Ngày 15 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết, đã triệu tập 4 đối tượng, và người có liên quan đến vụ, chặn xe tải nghi cướp, xảy ra tại địa bàn xã Phú Cát huyện Quốc Oai. Trước đó, trưa ngày 13 tháng 7, trên mạng xã hội, tài xế có tên là Nguyễn Đức Đông, đăng tải đoạn clip dài hơn 3 phút, ghi lại cảnh nhóm thanh niên chặn một chiếc xe ô tô tải trên đường, và nói rằng, nhóm thanh niên này chặn xe để cướp. Theo cảnh trong clip cho thấy, nhóm thanh niên khoảng 4 người, với thái độ hùng hổ, và có hung khí trong tay, tiến lại chiếc xe tải. Yêu cầu những người trong xe, mở cửa xuống nói chuyện. Tuy nhiên, thấy nguy hiểm, nên những người trong xe tải, không mở cửa. Và cũng không ai dám xuống xe, mặc kệ những người này trèo, đứng trước đầu xe, thậm chí đập cửa gọi lái xe. Một lúc sau, một người trong xe, đã gọi điện thoại cho lực lượng, cảnh sát 113, trình báo vụ việc. Người đăng tải đoạn clip cũng nêu. Vụ việc xảy ra ở ngã tư Xuân Mai. Theo chủ xe cung cấp, thì họ đã bị đập vỡ một gương chiếu hậu, và cướp đi một số tài sản. Tuy nhiên, theo quan sát, và thông tin có được, thì sự việc xảy ra vào sáng ngày 13 tháng 7, nhưng không phải ở ngã tư Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, mà ở địa bàn xã Phú Cát, huyện Quốc Oai. Cũng theo clip thể hiện, thời điểm trước khi nhóm đối tượng tiến đến chiếc xe, thì gương lái đã bị hư hỏng. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, là ban ngày, và nhiều người lưu thông qua đây, nhưng không có sự can thiệp nào. Trao đổi với phóng viên, ông Đào Duy Dương, trưởng công an xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội cho biết, không có chuyện chặn xe xin tiền đều, như thông tin trên mạng xã hội đã đưa, mà đây là vụ va chạm giao thông, xảy ra ở nơi khác, và nhóm người này truy đuổi đến địa bàn thì xảy ra vụ việc. Sáng nay ngày 15 tháng 7, công an huyện Quốc Oai cũng cho biết thêm, vụ việc ban đầu đã được công an đồn Đông Hòa Phú, đóng trên địa bàn xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, tiếp nhận, lập hồ sơ ban đầu. Cũng trong sáng nay, công an huyện Quốc Oai đã triệu tập 4 đối tượng, và cả bị hại để xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Cũng theo công an huyện Quốc Oai, mặc dù các đối tượng bước đầu cho rằng, mâu thuẫn do va chạm giao thông, nhưng đó chỉ là lời khai từ một phía. Cơ quan công an cũng sẽ sớm có thông tin chính thức về vụ việc này. Thanh Hóa kỷ luật hàng loạt cán bộ. Hàng loạt cán bộ ở Thanh Hóa bị kỷ luật khiển trách, đến cách chức vì vi phạm chính sách dân số, sử dụng bằng không hợp pháp. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn sử dụng bằng không hợp pháp. Theo đó, ông Nguyễn Văn Lĩnh, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, được xác định thiếu trung thực, sử dụng bằng trung học cơ sở không hợp pháp để làm hồ sơ xét tuyển vào trung học phổ thông hệ bổ túc, tiếp theo học đại học, và khai hồ sơ lý lịch xin vào đảng, hồ sơ lý lịch cán bộ. Ông Lĩnh bỏ việc, không đến cơ quan từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 15 tháng 5, và thiếu thành khẩn, thiếu tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm. Cơ quan kiểm tra kết luận, vi phạm của ông Nguyễn Văn Lĩnh là rất nghiêm trọng, gây dư luận không tốt. Do đó, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã biểu quyết đề nghị, và Ban Thường vụ tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lĩnh bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong đảng. Hai cán bộ vi phạm chính sách dân số. Ông Nguyễn Trọng Nam, huyện ủy viên, phó chủ nhiệm thường trực, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, bí thư chi bộ cơ quan, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Tinh Gia, có những vi phạm, thiếu gương mẫu, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, sinh con thứ tư. Ông Nam còn khai lý lịch thiếu trung thực, và chưa tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã biểu quyết đề nghị, và Ban Thường vụ tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Trọng Nam bằng hình thức cách chức huyện ủy viên, cách chức phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Hùng Vương, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận huyện ủy Triệu Sơn, vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, sinh con thứ ba. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hùng Vương bằng hình thức khiển trách, huyện tổ chức thi cấp chứng chỉ trái quy định. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã xem xét kết luận về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên tại Đảng bộ huyện Ba Thước. Theo kết luận, Ban tổ chức huyện ủy Ba Thước phối hợp với Đại học Hòa Bình và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cho 341 học viên khi chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép, chưa được thẩm định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị là không đúng quy định.
trách nhiệm vi phạm nêu trên thuộc về ông Lò Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, ông Trương Công Tuyến, Phó trưởng Ban Tổ chức huyện ủy và ông Phạm Thế Duyệt, trưởng phòng nội vụ. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy yêu cầu các cán bộ nêu trên làm bản kiểm điểm và báo cáo với các tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét quyết định. Liên quan đến vụ việc, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Thước đã thi hành kỷ luật ông Trương Công Tuyến, Phó trưởng Ban Tổ chức huyện ủy, bằng hình thức khiển trách. Trốn thuế hàng chục năm, Nguyễn Kim bị truy thu 150 tỷ đồng. Sau khi thanh tra Nguyễn Kim về các hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân, theo đơn tố cáo, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định xử phạt hành chính và truy thu 150 tỷ đồng với doanh nghiệp này. Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Nam Bình vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 3506 QĐ CT với công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim, siêu thị điện máy Nguyễn Kim. Theo quyết định này, với các hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân, điện máy Nguyễn Kim đã bị Cục Thuế truy thu thuế, thu số tiền hơn 104 tỷ đồng, phạt hơn 19 tỷ đồng và tiền chậm nộp hơn 24 tỷ đồng. Tổng số tiền Nguyễn Kim phải nộp ngân sách là gần 150 tỷ đồng. Kết quả thanh tra cũng nêu rõ, hơn 10 năm qua, năm nào nhân viên cũng ủy quyền cho công ty quyết toán thuế đầy đủ. Thế nhưng, điện máy Nguyễn Kim đã lách thuế thu nhập cá nhân bằng cách chuyển từ tiền lương chức danh, tiền thưởng thành tiền tăng ca, làm thêm giờ để trốn thuế. Chẳng hạn, với chức danh trưởng bộ phận thì thực nhận là 50 triệu đồng một tháng. Nhưng Nguyễn Kim chỉ khai thuế với lương cơ bản là 12 triệu đồng một tháng, số tiền chênh lệch 38 triệu đồng được chuyển thành lương tăng ca. Chỉ nộp bằng giờ làm việc bình thường, phần chênh lệch được miễn thuế. Tương tự, các khoản tiền thưởng hàng quý, hàng năm của hàng nghìn nhân viên cũng được Nguyễn Kim chuyển thành lương ngoài giờ để trốn thuế phần chênh lệch. Do vậy, chỉ riêng số thuế thu nhập cá nhân mà điện máy Nguyễn Kim đã trốn nộp cho ngân sách đã hơn 100 tỷ đồng. Đến nay, nhiều nhân viên cũng đang khiếu nại việc thanh tra và xử phạt của cơ quan thuế chưa đầy đủ khi các hoạt động phát hành cổ phiếu thưởng cho nhân viên chưa được kê khai. Cụ thể, năm 2014, điện máy Nguyễn Kim dù chưa lên sàn chứng khoán đã ra quyết định thưởng cho nhân viên bằng cổ phiếu, được quy đổi là 50.000 đồng cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng. Các hoạt động này vẫn không được kê khai đúng theo quy định. Đơn tố cáo đồng thời cũng cho thấy, trước đó điện máy Nguyễn Kim đã có vấn đề về nộp bảo hiểm xã hội không đúng và đầy đủ, thiệt hại cho người lao động. Điện máy Nguyễn Kim hiện đã thuộc sở hữu của Centra Group thông qua thương vụ MA vào năm 2016. Tuy nhiên, đại diện Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tình trạng trốn thuế thu nhập cá nhân đã được doanh nghiệp thực hiện từ trước khi sáp nhập cho đến nay. Chuyện lạ, sầu riêng 19.000 đồng trên 1 kg, dân nùn nùn kéo đến ăn thả ga. Trong khi sầu riêng bán trên thị trường từ 60.000 đến 90.000 đồng trên 1 kg, thì ở miền Tây có một nơi chỉ bán giá 19.000 đồng trên 1 kg, nên người dân nùn nùn kéo đến ăn thả ga. Những ngày gần đây, người dân ở Bến Tre và một số nơi kéo đến vựa cây giống nằm trên quốc lộ 57, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để ăn sầu riêng với giá khó tin 19.000 đồng trên 1 kg. Nhiều người cho biết hiện sầu riêng trên thị trường có giá dao động từ 60.000 đồng đến 90.000 đồng trên 1 kg, nên thấy địa điểm nói trên bán sầu riêng chỉ 19.000 đồng trên 1 kg, họ rất bất ngờ. Sầu riêng trên thị trường rẻ nhất hiện nay cũng 60.000 đồng trên 1 kg, nhưng không ngờ ở đây chỉ bán với giá 19.000 đồng trên 1 kg. Ban đầu nghe mọi người nói tôi cũng không tin, giờ đến đây ăn và trả tiền thì đúng sự thật, quá bất ngờ, cả nhà ăn thỏa thích, nhưng chưa đến 200.000 đồng, chị Trinh ở Bến Tre nói. Nhiều nhóm bạn trẻ ở Sài Gòn khi hay tin có điểm bán sầu riêng siêu rẻ này cũng chạy xe xuống thưởng thức. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ vựa cây giống nơi bán sầu riêng siêu rẻ này nói, khoảng nửa tháng nay bà nhập sầu riêng từ Tây Nguyên về để lấy hạt ươm cây giống. Lúc đầu bà chỉ định bán một phần ít trong số sầu riêng nhập về, nhưng không ngờ khách lại tới quá đông đến nỗi sầu riêng không kịp chín để phục vụ khách. Có bữa khách quá đông mà sầu riêng không kịp chín nên tôi phải đóng cửa tiệm. Hiện mỗi ký sầu riêng lấy từ Tây Nguyên về để lấy hạt ươm giống có giá 40.000 đồng. Bà Ngân nói và cho biết khách đến ăn sầu riêng phải ăn tại chỗ để hạt lại. Bà Ngân cũng tiết lộ giá hạt sầu riêng để ươm hiện nay khoảng 90.000 đồng trên 1 kg.